ông này nhà với đường cô Giang, em ở Trần Hưng Đạo mà cùng phường với nhau đó. Cái em cũng gần lắm. Dạ dạ, cái trước khi đi diễn em còn nhớ cái thời đó là thời diễn Võ Lôi Vũ kìa. Lôi Vũ mới ghê gớm, ông này là Chu Pháp Viên, một chủ tài phiệt, một nhà tư sản nổi tiếng. Em là con trai út của ông ta. Mỗi đêm diễn cái em phải đi xe đạp em xuống nhà ổng rước đi, nhưng mà ông phải chở em ngồi ở trên cái sườn á, ngồi xe sườn ngang đó. Xe không, không phải sườn ngang, cái sườn dọc, xe đầm, sườn đầm á đó. Em ngồi bây giờ xe đó hết rồi, cái chân lên để hai cái chân lên, hai con chuồn khổ lắm, hai tay vậy ngồi coi đó. Ông nói ra là hai anh em đạp thở hì hục tới nơi bắt đầu làm tuồng lên ra làm ghê gớm, tư sản mãi vàng. Cái bữa đó diễn ở trong một cái trường đại học mà cái hội trường nóng quá, cái thời đó diễn không có máy lạnh gì hết trơn á quý vị ơi, nó nóng vô cùng nóng. Mà bản thân Lộc là cái người mà mồ hôi đầu nhiều lắm, mồ hôi đầu đó nhiều, thì mồ hôi nó không có thoát ra được, oxy nó không có thoát ra được luôn, cái nó bít chịch. Cái tự nhiên mà cảm giác lạ lắm nha, mới có giấy sử dụng dầu gội đâu, cười rồi cái người Lộc đang vậy nè, cười ngã rầm bất tỉnh nhân sự luôn. Mà cái đó là do cái não bị thiếu oxy rồi, cái bị mà cái khi mà kể lại sau này là nó là cảm giác đợt mà đang nhìn khán giả vậy nè, nó giống như là cái màn hình vô tuyến á, mặt nó mới bị cúp điện cái đó, nghèo nó tắt lại vậy đó. Thì lúc đó khán giả lăn đùng ra cười, tưởng đó là miếng diễn. Tại vì em ngã vậy là chị ngã 45 độ luôn, khi mọi người cứ tưởng, khán giả cứ tưởng đây là cái đó là miếng diễn của em, vỗ tay á. Mà nằm hoài không có ngồi lên nổi, bị xỉu mất tiêu. Thì mình cũng giống như mấy người miền Tây á. Dạ. Hồi xưa đó cải lương là có đó, cô Sáu Ngọc Sương. Dạ. Cô Ba Bến Tre. Đúng không? Cô Năm Phỉ. Cô Năm Phỉ. Cô Bảy Phùng Há. Cô Bảy Phùng Há. Bác Bảy Nhiêu. Bác Bảy Nhiêu. Ông Sáu Tửng. Đó tặng là số mà có đó số phía trước không mà ha. Dạ. Đó là một cái thân tình và ở đó nó có sự kính trọng. Dạ. Cho nên là tụi mình có lên trên mạng rồi mà. Yeah. Cưng ơi cưng. Dạ đúng vậy. Chị Ba yêu cưng. Em bấm trước chị Ba đó. Tới giờ diễn á chị, là lên quá trang thì trong cái lúc quá trang thì bị anh Lộc la, anh Lộc nói là cười hoài, mày với Thủy với lại Quốc Thảo cái chỗ đó cứ cười hoài không có được, phải tập trung. Thì cái đó là đúng. Bị la xong hồi anh Việt Anh la tiếp, anh Việt Anh nói chứ khán giả gửi giấy gửi thư tới phòng vé rồi vậy nha. Cái bắt đầu cái là bị la thì bực mặt con nít mà còn trẻ mà em nói tại mày á Thảo. Quốc Thảo nói tại mày cái gây lộn chị em với Quốc Thảo, gây lộn mà không nhìn được cho luôn. Xong cái bắt đầu nói một hồi đứa nào mà ra mà cười trước á là ăn chó, coi như không nhìn nhau suốt đầu tuần cho tới lúc đó luôn, không nhìn nhau suốt, không nhìn luôn. Cái xong vừa bước ra cái nhìn nhau cái là chạy vô, hồi đó là không có nhà vách tường với mấy cái màn đâu mà cái chui vô cái màn. Không, tao cười trước, tao xin lỗi mày nha, tao cười trước. Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng.